Xin chào tất cả các em học sinh khối 7 trường trung học cơ sở Chuôn An, quận 11. Hôm nay thầy tiếp tục sẽ giới thiệu cho các em chủ đề các tác dụng của dòng điện. Thì chủ đề ngày hôm nay gồm các phần như sau: thứ nhất, tác dụng nhiệt; thứ hai, tác dụng phát sáng; thứ ba, tác dụng từ; thứ tư, tác dụng hóa học; và cuối cùng, tác dụng sinh lý. Thì sau khi học xong chủ đề này, các em sẽ biết được 5 tác dụng của dòng điện: nhiệt, phát sáng, từ, hóa học và sinh lý. Chúng ta đi vào một la mã tác dụng nhiệt. Thầy có câu hỏi C1 như sau: em hãy nêu một số thiết bị được dùng để đốt nóng khi có dòng điện chạy qua. Nhớ là một số thiết bị dùng để đốt nóng khi có dòng điện chạy qua. Thì sau đây là một số thiết bị dùng để đốt nóng khi có dòng điện chạy qua: bóng đèn dây tóc, bếp điện, ấm điện, mỏ hàn điện, bàn là điện, nồi cơm điện, rất nhiều. Các thiết bị này rất gần gũi với đời sống, sinh hoạt của chúng ta. Thì khi có dòng điện chạy qua các vật này thì nó sẽ nóng lên để phục vụ với sinh hoạt đời sống của chúng ta. Ví dụ nồi cơm điện để chúng ta nấu cơm này, ấm nước chúng ta nấu nước này, bóng đèn dây tóc để chúng ta thấy phát sáng này. Tiếp theo thầy có câu hỏi thứ hai: quan sát thí nghiệm và cho biết có hiện tượng gì xảy ra với các mảnh giấy khi đóng khóa K, và từ thí nghiệm trên hãy cho biết dòng điện gây tác dụng gì với dây sắt AB. Thì thầy có thí nghiệm này gồm như sau: một nguồn điện một chiều và dây sắt. Ở trên dây sắt này người ta sẽ để một số mảnh giấy nhỏ lên. Chúng ta có cầu chì và công tắc. Thì các vật này được mắc nối tiếp lại với nhau. Thì khi thầy đóng công tắc thì các em hãy quan sát xem có hiện tượng gì xảy ra đối với mảnh giấy. Đây, thầy đóng công tắc mạch kín. Các em có thể quan sát thí nghiệm này một lần nữa. Khi đóng công tắc mạch kín thì mảnh giấy có hiện tượng gì nào? Thì khi đóng công tắc, mảnh giấy bị cháy, đứt ra và rơi xuống. Thì từ đó chúng ta biết dòng điện gây tác dụng gì với thanh sắt này nào? Dòng điện nó sẽ gây tác dụng nhiệt với dây sắt AB, làm nó nóng lên và làm cháy các mảnh giấy. Từ hai câu hỏi trên thầy rút ra kết luận như sau: khi có dòng điện chạy qua, các vật giống bị nóng lên, thì chứng tỏ dòng điện nó sẽ gây ra tác dụng nhiệt với một số vật. Tiếp theo chúng ta sang phần hai la mã tác dụng phát sáng. Đây là một số bóng đèn. Bóng đèn chúng ta thấy là ở trong gia đình chúng ta sử dụng một số bóng đèn này, thì khi có dòng điện chạy qua, bóng đèn này nó sẽ phát sáng, đúng không? Thì tác dụng phát sáng của dòng điện là nó rất cần thiết trong đời sống sinh hoạt của chúng ta. Vào ban đêm chúng ta có thể thấy được, đúng không nào? Thì từ tác dụng phát sáng của dòng điện, thầy sẽ có kết luận như sau: dòng điện chạy qua bóng đèn làm cho bóng đèn phát sáng. Thì tác dụng phát sáng của dòng đèn, thầy sẽ giới thiệu cho các em thêm một loại bóng đèn, là bóng đèn diode phát quang, hay được gọi là bóng đèn LED. Thì cấu tạo của đèn diode phát quang như thế nào? Đèn diode phát quang nó sẽ có cấu tạo như sau: gồm một bản kim loại to và một bản kim loại nhỏ và hai đầu dây. Hai đầu dây này chúng ta sẽ nối vào trong nguồn điện. Thì đây là một số hình ảnh của đèn diode phát quang. Đây đèn diode phát quang. Đây là hình ảnh đèn diode phát quang khi sáng. Thì tác dụng của dòng điện qua đèn diode phát quang như thế nào? Chúng ta sẽ có thí nghiệm sau đây. Thầy sẽ lắp một đèn diode phát quang vào trong mạch điện, mắc nối tiếp vào một trong mạch điện.
nhưng tại sao nó lại không phát sáng? Mặc dù mạch đây là mạch kín rồi, chúng ta thấy bóng đèn không phát sáng. Nhưng sau khi thầy đổi chiều nguồn điện, đổi chiều nguồn điện có nghĩa là lúc đầu thầy nối cực dương với bản kim loại to, cực âm với bản kim loại nhỏ thì bóng đèn không sáng. Thầy đổi chiều nguồn điện là chúng ta sẽ nối bản to kim loại với cực âm và bản nhỏ kim loại với cực dương, bóng đèn lại phát sáng. Vậy chúng ta phải biết được điều kiện gì để đèn iốt phát quang phát sáng khi cho vào mạch điện. Thì điều kiện để đèn iốt phát quang phát sáng khi bản kim loại nhỏ nối với cực dương, đây bản kim loại nhỏ nối với cực dương và bản kim loại to nối với cực âm. Các em phải nhớ được ý này để có thể xác định được cực âm và cực dương của nguồn điện trong một số bài tập. Thì từ đây thầy sẽ có một kết luận như sau: đèn diode phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định và khi đó bóng đèn sẽ phát sáng. Thì sử dụng đèn diode phát quang trong đời sống con người chúng ta, nó sẽ giảm tác dụng nhiệt của dòng điện để nâng cao hiệu suất của sử dụng điện. Đây là một số ứng dụng của đèn iốt phát quang. Chúng ta có thể làm bóng nháy này để phát sáng ở ngoài đường một số cây cầu này. Chúng ta tiếp theo sang phần ba la mã tác dụng từ. Chúng ta đi vào các tính chất từ của nam châm. Thì các em biết thanh nam châm nó sẽ có hai cực, cực bắc và cực nam. Khi đưa hai thanh nam châm gần lại nhau cùng cực, nó sẽ đẩy nhau, khác cực nó sẽ hút nhau. Thì khi thầy đưa một thanh nam châm lại gần thanh sắt hoặc thanh thép thì có hiện tượng gì xảy ra nào? Thanh sắt và thép đã bị nam châm hút lại. Thì từ đó nam châm đã có tính chất từ vì nó có khả năng hút thanh sắt thép. Sau đây thầy sẽ giới thiệu cho các em một loại nam châm khác là nam châm điện. Thì cấu tạo của nam châm điện như thế nào? Nam châm điện được cấu tạo là chúng ta sẽ dùng dây dẫn mảnh có vỏ cách điện quấn nhiều vòng xung quanh lõi sắt non. Thì ta sẽ được một cuộn dây. Và cuộn dây này nó sẽ mắc nối tiếp vào một trong mạch điện. Thì các em lưu ý rằng nam châm điện này chỉ hoạt động khi có dòng điện chạy qua. Nam châm điện phải có dòng điện chạy qua thì nó mới hoạt động được. Chúng ta sẽ nghiên cứu xem nam châm điện này nó có tính chất từ giống như nam châm bình thường không. Thì thầy có thí nghiệm thứ nhất là thầy để đưa một thanh sắt thép lại gần một nam châm điện. Ở đây là khi mạch thở là không có dòng điện chạy qua thì thanh sắt thép nó sẽ không bị hút về thanh nam châm điện. Nhưng khi mình cung cấp dòng điện cho nam châm này thì nó sẽ hút thanh sắt thép. Thí nghiệm thứ hai, thầy sẽ đưa một kim nam châm gần lại một nam châm điện. Thì kim nam châm này để xác định từ tính của một số vật thì khi chưa có dòng điện chạy qua thì nó sẽ không có dấu hiệu gì cả. Nhưng khi chúng ta cung cấp dòng điện vào thì nó sẽ trở thành nam châm điện và nó đã làm lệch hướng của kim nam châm. Thì từ thứ hai thí nghiệm trên thì rút ra kết luận là nam châm điện có tính chất từ vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc bằng thép. Thì nam châm điện hoặc là một số vật mà có tính chất từ thì nó sẽ có ứng dụng rất nhiều vào đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể chế tạo cần cấu điện để hút một số vật nặng lên cao, di chuyển một số vật. Tiếp theo chúng ta sang phần 4 la mã tác dụng hóa học. Thì thầy có thí nghiệm như sau:
thầy sẽ có một nguồn điện một chiều và mắc nối tiếp vào công tắc, bóng đèn và một thùng nhựa. Ở trong đây nó sẽ có dung dịch muối đồng phun phát và hai thổi than. Chúng ta sẽ mắc nối tiếp một thổi than vào cực âm của nguồn điện và cực thổi than còn lại mắc nối tiếp vào bóng đèn. Thì khi đóng công tắc thì các em có thể trả lời câu hỏi này cho thầy như sau. Khi đóng công tắc và cho biết dung dịch muối đồng phun phát là dung dịch dẫn điện hay cách điện, thì chúng ta thấy bóng đèn phát sáng thì dung dịch đồng phun phát là chất dẫn điện. Và câu hỏi thứ hai, thổi than nối với cực âm lúc trước màu đen. Lúc nãy chúng ta thấy hai thổi than này màu đen, sau khi vài phút thì nó được phủ một màu gì nào? Nó đã chuyển, nó không còn màu đen nữa mà nó được phủ một lớp đỏ nhạt. Thì một lớp đỏ nhạt này người ta đã phân tích và nghiên cứu rằng lớp đỏ nhạt này chính là kim loại đồng. Kim loại đồng được tách ra từ dung dịch muối đồng sunfat. Từ đây thầy sẽ có nhận xét như sau: hiện tượng đồng tách khỏi dung dịch muối đồng khi có dòng điện chạy qua chứng tỏ dòng điện có tác dụng hóa học. Vậy dòng điện nó sẽ gây ra tác dụng hóa học, đúng không nào? Thì ứng dụng của tác dụng hóa học trong công nghiệp là chúng ta để mạ kim loại. Chúng ta có thể mạ vàng cho một số vật. Chúng ta sang cuối cùng là tác dụng sinh lý của dòng điện. Thì nếu sơ ý để dòng điện đi qua cơ thể con người thì dòng điện nó sẽ gây ra hiện tượng gì với chúng ta nào? Chúng ta sẽ quan sát một số hình ảnh. Đây là một số hình ảnh bị điện giật thì dòng điện gây tác dụng sinh lý đối với con người chúng ta. Chúng ta biết dòng điện có thể gây nguy hiểm tới tính mạng con người, phải hết sức cẩn trọng khi dùng điện, nhất là với mạng điện trong gia đình chúng ta sử dụng điện một cách an toàn. Tuy nhiên, tác dụng sinh lý của dòng điện nó cũng có một số ứng dụng trong đời sống. Ứng dụng dòng điện ở trong đời sống là ở trong y học để chữa trị một số căn bệnh. Đây là sử dụng tác dụng sinh lý của dòng điện. Chúng ta sử dụng dòng điện như là sẽ châm cứu điện. Và trong ngành sinh học, nó cũng sẽ được ứng dụng vào việc kích thích sự tăng trưởng của cây trồng. Như vậy, thầy và trò chúng mình vừa đi qua các tác dụng của dòng điện. Thì tác dụng của dòng điện chúng ta sẽ thấy được có 5 tác dụng. Thứ nhất là tác dụng nhiệt, thứ hai tác dụng phát sáng, thứ ba tác dụng từ, thứ tư tác dụng hóa học và cuối cùng tác dụng sinh lý. Thì mỗi tác dụng nó đều có biểu hiện và có ứng dụng riêng. Các em có thể nhìn sơ đồ tu di này để tổng hợp lại kiến thức. Cuối cùng thầy sẽ một câu hỏi về củng cố. Sắp xếp các hiện tượng và các dụng cụ điện sau tương ứng với các tác dụng của dòng điện. Chúng ta có 5 tác dụng của dòng điện: tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý. Thì các em hãy sắp xếp các tác dụng này tương ứng với A, B, C, D, E. Ví dụ như khi quạt điện hoạt động lâu, sờ vào ta thấy quạt nóng lên là tác dụng gì? Bóng đèn điện phát sáng là tác dụng gì? Rơ le điện trong các thiết bị tự động là tác dụng gì? Mạ vàng cho vỏ của chiếc đồng hồ và điện giật. Chúng ta sẽ sắp xếp để phù hợp với các ý trên. Sau đây thầy sẽ sắp xếp cho các em xem. Đây là tác dụng nhiệt. Bóng đèn phát sáng là tác dụng phát sáng. Rơ le điện trong thiết bị tự động tác dụng từ để đóng ngắt mạch điện. Mạ vàng là tác dụng hóa học và cuối cùng là tác dụng sinh lý. Thì bài học hôm nay kết thúc tại đây. Các em có thể tạm dừng video lại để xem lại. Chúc các em nhiều sức khỏe.
và hẹn gặp lại các em vào buổi học ngày hôm sau.